Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách copy trên laptop không có chuột. Rồi ví dụ như ở đây, tôi muốn là copy cái file này. Thì để copy cái file này trên laptop mà không có chuột á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách sau đây. Rồi ví dụ như ở đây. Đây là bàn phím của tôi. Bây giờ tôi muốn là copy cái file á thì đầu tiên tôi phải chọn vào file mà tôi muốn copy. Thì để chọn được file mà các bạn muốn copy á thì các bạn chúng ta sẽ sử dụng cái tốc bác này này. Các bạn đưa tay vào và các bạn rê vào file mà chúng ta muốn copy. Lưu ý nha. Đây là tốc bác. Nó giống như cách sử dụng chuột mà thôi, hay còn gọi là chuột của laptop. Rồi, ở bên trái á nó có nút gọi là chuột trái, còn ở bên phải nó có nút gọi là chuột phải. Đó các bạn, sử dụng chuột này. Các bạn chúng ta rê vào file mà chúng ta muốn copy. Bấm vào chuột trái sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là ctrl c để chúng ta copy nhớ nha các bạn giữ im phím ctrl sau đó bấm vào phím c khi nào bấm vào phím c rồi thì chúng ta sẽ đồng thời là thả hai phím ra rồi để dán ra thì các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là ctrl v thì nó sẽ dán ra nha rồi bây giờ tôi sẽ làm mẫu này đầu tiên tôi sẽ sử dụng tusk để tôi rê chuột tới file mà tôi muốn copy này chọn vào nó sau đó tôi sẽ bấm tập phím là Ctrl C Sau khi copy được rồi Thì tôi sẽ bấm tập phím Ctrl V này. Đó Thì nó sẽ dán ra được file Mà tôi muốn copy Đây là cách đầu tiên nha Và cách thứ hai này Các bạn có thể là sử dụng Các bạn có thể là sử dụng trực tiếp cái tốt bắt này Để copy nha Lưu ý Ở bên trái là chuột trái Còn ở bên phải là chuột phải nha Đó các bạn Rê chuột tới file mà chúng ta muốn copy này bấm phải chuột chọn và copy thì đối với Win 7 và Win 10 á thì cái dòng copy nó sẽ xuất hiện ở phía dưới này sau khi các bạn bấm phải chuột thì cái dòng copy nó sẽ xuất hiện ở dưới còn đối với Win 11 á các bạn chọn vào copy ở đây rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột một lần nữa và chọn vào bed đối với Win 7 và Win 10 á thì cái dòng bed nó sẽ xuất hiện ở dưới nha còn đối với Win 11 cái dòng bed nó sẽ xuất hiện ở đây này đó. Ở đây tôi sẽ copy và dán trực tiếp trên màn hình. Còn nếu như các bạn chúng ta muốn copy cái file này và các bạn chúng ta muốn dán vào trong ổ đĩa C hay là D thì các bạn chúng ta di chuyển tới ổ đĩa D và C để chúng ta dán nha. Rồi bây giờ tôi làm mẫu này. Đầu tiên là tôi sẽ copy cái file này chọn vào nó, bấm tạo phím Ctrl C. Tiếp theo tôi sẽ di chuyển tới vị trí mà tôi muốn dán file. Ví dụ như ở đây tôi muốn là dán cái file vừa rồi vào trong ổ đĩa G đó. thì tôi sẽ di chuyển vào trong ổ đĩa G sau đó tôi sẽ bấm từ phím Ctrl V thì cái file đó nó sẽ được dán ra trong một đĩa G này. đó còn các ổ đĩa khác các bạn làm tương tự nha đó như vậy là trong video rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách copy trên laptop không có chuột nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn theo dõi